một nhỏ là trong phòng hay là ở nơi nào. Thì chúng ta thấy rằng là trong sách Mác đoạn 9 câu số 25, khi Chúa Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu đi phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. À, chúng ta biết rằng là ở đây là cái nói là ở đâu, là cái địa điểm hay là ở trong phòng hay là ở nơi nào. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu thấy những cái người vô tín đấy, những thầy thông giáo, người Pharisee, những người vô tín họ đến đông thì Chúa không có, Chúa thấy như vậy thì Chúa đuổi quỷ trước cái lúc là những người nhạo báng hay là những người họ vô tín thì họ đến. Nên là Chúa Giêsu đã đuổi như vậy. Và phần B là an toàn vật chất. Thì chúng ta biết rằng là khi mà quỷ nó, khi mà quỷ ám mà nó được đuổi ra đấy, thì có thể người đó sẽ bị vật xuống và ngã. Thì ở trong đây có nói là các hội thánh thì họ chuẩn bị cái tảng trải sàn, cái trải sàn hoặc là gối chung quanh tường, để khi mà ma quỷ nó xuất ra thì cái người nạn nhân nó có ngã xuống thì không có bị tai nạn. Chúng ta hiểu không ạ? Đó là cái nơi trốn. Có khi là quỷ nó ra rồi nhưng mà người ấy ngã xuống này phải quay là khâu mấy mũi thì chúng ta thấy là nó không có đúng, đúng không ạ? Cho nên là phải có gối chung quanh tường hoặc là thảm trải sàn. Và như là tôi xem cái chương trình clip của ông Vinny gần Vinny Him ấy, ông ấy giảng ấy, thì lúc nào cũng có hai vệ sĩ, hai vệ sĩ rất là gọi là to khỏe lực lưỡng, nhưng có thể cũng là mục sư, nhưng mà họ phải là người rất là to khỏe, để khi mà ông ấy cầu nguyện nếu mà người ta ngã xuống thì hai người mục sư, hai vệ sĩ có thể đỡ họ, thì họ không bị đập đầu xuống sàn hoặc là rơi xuống cách tự do thì có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc đau đớn ở đâu. Và sang phần B là bằng cách nào, tức là chúng ta hướng dẫn buổi nhóm giải cứu bằng cách nào. Một là bắt đầu bằng sự ngợi khen và thờ phượng. Thì trong sách Tin Lành Răng đoạn 4 câu 23 và câu 24, chúng ta cùng mở chúng ta xem. Mời một người đọc. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, thì những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng ra. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà ra được đức vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ phượng mà lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ vậy. Amen. Chúng ta thấy là chúng ta khi mà bước vào cái sự giải cứu thì chúng ta phải thờ phượng trong tâm linh, trong sự ngợi khen, trong sự thờ phượng và quy cái sự vinh hiển về cho và ngôi Đức Chúa Trời. Và trong đây thì ở trong Thi Thiên đoạn 22 câu 3 thì cũng nói rằng là Đức Chúa Trời là đứng ngự ở giữa sự ngợi khen. Cho nên là chúng ta khi mà bước vào sự giải cứu thì chúng ta phải bước vào trong sự thờ phượng, trong sự ngợi khen, tôn vinh Chúa Giêsu Christ của chúng ta là cứu Chúa. Và trong Roma đoạn 4 câu 20 thì nói rằng chẳng người chẳng lưỡng lự và hồ nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 4 câu 20, và chúng ta công bố ra cái sự chiến thắng của chúng ta trên Satan và trên ma quỷ. Và trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 11 thì nói rằng là chúng nó đã thắng Satan bởi huyết trên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng ta thắng được ma quỷ là bởi huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra, huyết của trên con đã đổ ra trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta, và huyết đó có quyền trên ma quỷ.
mà chúng ta thắng là bởi vì huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên đá. Chúng ta thắng bởi huyết trên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng ta công bố ra cái lời làm chứng của chúng ta. Amen. Và sang phần D4, đây là sống chết nơi quyền của lưỡi. Thì chúng ta ôn lại phần D4. Thì thực sự là chúng ta biết được là lời nói của chúng ta rất là có quyền lực. Chúng ta công bố cái sự tích cực thì nó sẽ trở thành một cái sự tích cực. Tôi cũng làm chứng cho Hội Thánh một cái điều này mà ở trong Hội Thánh tôi ấy thì có một lần cách đây vài năm thì tôi nói rằng là, nhưng mà tôi nói rằng là nếu mà bố tôi chết, nếu vào Chủ Nhật thì tôi cũng đắp chiếu để đấy thì thứ hai như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng vài năm sau, đến năm ngoái thì ông bố tôi qua đời, thì đúng vào sáng Chủ Nhật chuẩn bị nhóm thì ông qua đời. Chúng ta thấy là có cái rất là, và chúng ta thấy là đấy là cái điều mà chúng ta công bố ra thì nếu mà nó là cái điều mà tích cực ấy, thì rất là tốt. Nhưng mà chúng ta đừng nên nói những cái điều xấu, những điều tiêu cực thì trên đời sống chúng ta. Chúa nói là Chúa sẽ đãi theo miệng chúng ta, đúng không ạ? Rất là sợ. Nhưng mà chúng ta thấy là nhiều cái điều ở trong Kinh Thánh như là vua Sô-lơ đấy, khi mà ông ấy thấy cái ngày đó Chúa giải cứu dân Israel thì ông ấy nói rằng là ông ấy thề rằng trong ngày hôm nay không ai được ăn cái gì cả, nếu mà ai ăn thì là sẽ phải chết. Thì chúng ta thấy rằng cái lời nói đó nó không có tác dụng gì cả, bởi vì một ngày mà dân Israel đang được chiến thắng mạnh mẽ như vậy, Jonathan rồi là mọi người đang săn đuổi những cái kẻ thù vậy, thì ông ra công bố như vậy. Về sau thì chúng ta biết là sao, là Jonathan đã đi vào trong rừng và thấy một cái bụng, cái mật tổ ong, đúng không? Và ông lấy cái giáo, ông đi chọc lên cái tổ ong đó và ông đi liếm vào lưỡi. Nhưng mà chúng ta thấy là ông nói là mắt ông ấy sáng ra, vì là đã nhịn đói cả ngày rồi, mắt ông ấy sáng ra. Thế nhưng mà lại vi phạm vào coi là cái lời thề của cha mình. Thế là chúng ta thấy là lời nói là rất là quan trọng. Lời nói chúng ta công bố ra cái quyền của lưỡi là lời nói chúng ta phải nói cái lời tích cực, cái lời đắc thắng. Amen. Và chúng ta cùng xem với tôi một câu Kinh Thánh ở trong sách Các Vua nhì đoạn 3 câu số 15. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người cải đàn. Trong lúc người ấy cày đàn, tay của Đức Giê-hô-va trên Ê-li-sê. Thì chúng ta thấy trong cái câu chuyện này thì vua Jô-sam và vua Giô-sa-phát và vua Ê-đôm, ba vua này đã hợp tác với nhau để đi, một vua Israel, vua Giu-đa và vua Ê-đôm hợp tác với nhau để đi đánh dân Mô-áp. Nhưng mà họ đi vào trong, họ nói là đi nơi chỗ nào thì đi vào trong con đường Ê-đôm, và họ đi 7 ngày đường. Và khi mà họ vào trong đồng vắng 7 ngày đường thì tất cả là quân đội của họ và súc vật đều chết khát, không có nước. Thế và Giô-sa-phát thì ông ấy là vua Giu-đa nên ông ấy cũng rất là yêu biết Chúa, nên ông ấy và nói ở đây có tiên tri nào không, thì nói là có tiên tri Ê-li-sê. Thì khi mà tiên tri Ê-li-sê đến thì ở đây chúng ta thấy là tiên tri Ê-li-sê nói rằng là đưa cho một người cải đàn, nói về cái sự ngợi khen, đúng không, về sự thờ phượng của Chúa. Thì khi mà người cải đàn thì trong lúc ấy thì người đờn tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê, tức là khi mà chúng ta ngợi khen thờ phượng thì Chúa ngự đến trên Ê-li-sê. Và ông nghe nói rằng
các ngươi sẽ không thấy gió, các ngươi sẽ không thấy mưa, nhưng mà chốn này sẽ đầy rẫy nước. Và ông nói như dân sự của Giô-sa-phát là hãy đào thật nhiều hầm hố mà. Và dân sự đào rất là nhiều hầm hố, sáng mai thì tất cả các cái hầm hố đó là nước tràn ngập hết. Chúng ta thấy là một cái sự giải cứu, cái sự lời khen, cái sự giải cứu rất là lạ lùng ở trên dân sự của Chúa. Ở trong các vua nhì đoạn 3 câu số 15 nó nói lên câu chuyện đó. Và chúng ta sang phần hai nhỏ là người bệnh, người bị quỷ ám công bố đức tin. Thì tất nhiên là cái người này phải là nói được, đúng không ạ? Chứ không phải vào trong tình trạng hôn mê thì chúng ta có thể hướng dẫn họ xưng nhận tiên sự đức tin lời Chúa Giêsu bằng chính môi miệng của họ. Chúa Giêsu là đứng giải cứu họ. Họ liên tục cầu nguyện và công bố là họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Trong sách Philip đoạn 2 câu số 10 nói rằng là hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, thiên sứ và thánh đồ. Nghe đến danh của Chúa Giêsu bên dưới đất, tức là ma quỷ đấy, thảy đều phải quỳ xuống và thờ lạy Chúa Giêsu, tôn cao Chúa Giêsu. Và trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8 câu số 32 đến câu 36 nói các ngươi sẽ biết nghĩa thật, vì nghĩa thật sẽ buông tha các ngươi. Vậy nếu các ngươi buông tha các ngươi thì các ngươi sẽ được thật được tự do. Và sang phần ba nhỏ là sử dụng danh Chúa Giêsu. Chúng ta thấy là liên tục chúng ta phải cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, rồi bằng lời của Chúa Giêsu và huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta phải liên tục khi mà người quỷ, chúng ta phải sử dụng đến danh của Chúa Giêsu, lời của Chúa Giêsu và huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta liên tục công bố như vậy. Và bốn nhỏ là chúng ta công bố với uy quyền. Thì ở trong chúng ta lại phần C7 thì nói về chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đã chiến thắng Satan và các lực lượng của nó. Thì trong Khải Huyền ở đây là nhắc lại trong Khải Huyền đoạn 12 câu 11, chúng nó đã thắng bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Trói buộc ở trên người bệnh chúng ta quỷ hắc khám áp họ từ bên ngoài và ở bên trong. Người bệnh khi tà ma đã vào bên trong thân thể, tâm trí và tâm linh, trói buộc họ về thể chất, tình cảm, tâm trí và tâm linh. Đừng xin Đức Chúa Trời giải cứu người bệnh, tất cả uy quyền của Ngài đã ban cho bạn rồi. Chúng ta thấy trong Luca đoạn 10 câu số 19 thì nói rằng này ta đã ban quyền cho các ngươi dày đạp rắn bọ cạp, mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân không làm hại các ngươi được. Và trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 19 đến câu 23, chúng ta cùng mở Ê-phê-sô chúng ta cùng xem. Chúng ta đã được thắng bởi lời của Đức Chúa Trời.
bởi danh của Chúa Giêsu Christ, danh của Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Tôi nghe có người nói chuyện, tôi thì không dự, nhưng có người nói chuyện là nhân danh Chúa Giêsu nhưng mà ma quỷ nó vẫn chưa ra. Thế mà khi mà nhân danh Chúa Giêsu ở Nazareth thì ma quỷ nó ra. Để chúng ta biết rằng là cái thời kỳ mà khi mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ đấy cũng có nhiều người tên là Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây thì nói rằng là Chúa Giêsu ở Nazareth thì không có, coi là không có ai nữa, chỉ có Chúa Giêsu mới là đúng mà ở, sinh ra ở, lớn lên ở Nazareth. Nên là chúng ta thấy là chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu biết ở Nazareth. Và trong sách Mát đoạn 16 câu 17 thì Chúa cũng nói chúng ta là ta ban các ngươi quyền dày đạp rắn bỏ cạp, đúng không? Quyền kẻ nghịch dưới chân không gì làm hại các ngươi được. Sử dụng danh của Chúa Giêsu Christ và sang bốn nhỏ là chúng ta công bố với uy quyền là trói buộc trên ma quỷ. Và sang phần năm nhỏ là quả trách ra lệnh cho tà ma lui đi. Thì chúng ta thấy ở đây thì chúng ta không phải là đùa cợt với lại ma quỷ được. Chúng ta phải nghiêm khắc với nó và phải quả trách hay là ra lệnh hay là chúng ta công bố bằng lời của Chúa thì ma quỷ nó mới ra. Chứ không phải là chúng ta nói những lời coi là nịnh hót hay là những cái điều gì ma quỷ nó ra, chúng ta phải quả trách. Như là những bài trước chúng ta đã học của Chúa Giêsu thì quả trách là ma và ra lệnh cho nó phải ra khỏi người bệnh. Chúng ta cùng xem câu Kinh Thánh ở trong Công Vụ đoạn số 16 câu 18. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng: ta nhân danh Chúa Giêsu Christ mà truyền mày phải ra người khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Chúng ta thấy là một người, một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám thì nó rất là hay được quái khoa. Quái khoa thì làm rất là lợi cho chủ của nó, vì là nó là đầy tớ của một ông chủ, thì nó đi quái khoa thì rất là nhiều tiền. Nên là chúng ta thấy là khi mà cực lòng, chú sứ đồ Phao-lô nói là cực lòng mà xây lại tám cái này quỷ rằng, tức là quỷ phi tôn cũng biết Phao-lô rồi là biết là sứ đồ, nó cứ nói nhiều ngày nên biết Phao-lô là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy là khi Phao-lô đuổi quỷ ra thì cái nợ nộc của cái người chủ này sẽ bị mất, không có thu nhập nữa, thì đã gây là sinh kế mưu kế là bắt sứ đồ Phao-lô. Và trong phần sáu nhỏ là tổ chức nhóm nhỏ ngắn gọn. Chúng ta thấy ở đây thì nói là để thời gian tối đa trong buổi nhóm đuổi quỷ là 20 phút. Và chúng ta có thể tổ chức những buổi phụ nữa. Và trong câu chuyện này thì tác giả nói rằng là có buổi nhóm thì ở Nam Phi có một người, một đứa trẻ thì tức là đến 4 tiếng đồng hồ nó mới có thể thức dậy được thì mới biết được là quỷ nó ra hay chưa. Nhưng mà trong cái sự nhóm lại và đuổi quỷ thì
tôi nói là trong vòng khoảng 20 phút, không thể kéo dài lâu hơn. Và bảy nhỏ là đừng đặt tay trên người bị quỷ ám. Nên nhớ rằng nếu không có sự dẫn dắt rõ ràng của Đức Thánh Linh thì chớ đặt tay lên nạn nhân trong khi đuổi quỷ. Chúa Giêsu và Phaolô đuổi quỷ bằng lời ra lệnh uy quyền. Và trong những câu kinh thánh như là Sáng Thế Ký đoạn 48 câu 14 câu 16 thì nói là Gia-cốp chúc phước cho con trai, hai con trai của Joseph là Ép-sa-im và Manasseh. Chỉ có đặt tay chúc phước thôi chứ không đuổi quỷ thì chúng ta tuyệt đối là không được. Vậy là động vào cái người bị quỷ ám đó, chỉ có đặt tay chúc phước. Hoặc là Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 14 câu 15 thì Chúa Giê-su đặt tay trên những đứa trẻ mà chúc phước cho nó. Rồi trong Mát đoạn 6 câu 2 và câu 5 thì Chúa chữa bệnh. Thì chúng ta thấy ở đây là một điều là chúng ta tuyệt đối không được đặt tay trên người bị ám. Tại sao? Thì ở đây trong chúng ta xem ở trong Ti-mô-thê đoạn 5 câu số 22, Ti-mô-thê nhất. Đừng vội đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thánh sạch. Chúng ta thấy rằng là ở đây nói rằng là đừng vội đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thánh sạch. Đôi khi đặt tay trên người đến để được giải cứu, bạn có thể cung cấp cho yêu cầu của Satan là đòi phải được quan tâm và được chấp nhận. Thì ở trong đây thì tác giả nói rằng là có một trường hợp người phụ nữ này bị uế linh ám và ham muốn tình dục, và họ cầu nguyện thì đã đuổi ra rồi, nhưng mà họ phải làm một cái tiếp tục là cho người nữ, cầu nguyện cho người nữ. Bởi vì khi mà một số người ấy, khi họ chưa được cái ơn ấy thì họ cầu nguyện, nhưng mà cái người phụ nữ này không được, người nữ này không được giải cứu. Nên chúng ta nhớ là tốt nhất là người nam cầu nguyện cho người nam, và người nữ thì cầu nguyện cho người nữ thì tốt hơn. Em muốn chia sẻ một chút. Ở trong những cái này nó chỉ là những kinh nghiệm. Mình không thể dùng từ là tuyệt đối không được đặt tay trên người khi mình đuổi quỷ không hội. Thì thật ra đây là hồi nãy cái bài học mình đã nói đó. Đó là khi mà mình nhận được cái sự dẫn dắt của Chúa thì mình làm. Còn ở đây bài học thì họ rất cẩn thận cho những người mà hoàn toàn mới ở trong cái lĩnh vực phục linh, chứ họ không có cấm, ở đây không có cái tiêu chí là cấm. Nhưng mà họ cũng đưa ra một số cái câu gốc nó minh chứng là việc Chúa Giê-xu khi mà cầu nguyện là Ngài truyền cái lời. Nên cái bài học đầu tiên của mình nó nhấn mạnh vấn đề nói, cái lời nói, cái thẩm quyền của lời nói đó. Có một lần khi mà tôi cầu nguyện cho một người nữ, khi mà cầu nguyện một người nữ bị tà linh ám, và cái đó là gọi là và đúng là quỷ dữ đó. Là lý do là cái bé này đó nó tầm 17-18 tuổi, bé gái, nó mập lắm, và điều lạ là nó không ăn bất cứ cái dinh dưỡng nào mà nó mập như thế. Như vậy ăn cái gì? Nó ra ngoài đường nó ăn những cái ông mà thường thường nó có cái ngày gì của người ngoại đó, cái người ta vứt cái châu khí, không phải người ta vứt ông địa ông táo đó, cái hình tượng đó nó lấy cái mớ về đó, cái không biết nữa, có nghĩa là nó chuyên mua, nó chuyên lượm mấy cái đó về nó ăn dần giống như lương khô vậy đó.
tại vì mình không có bối cảnh Phật giáo, mình không biết, có nghĩa là cái có cái lễ nào đó hay như thế nào đó đại khái, người ta vứt những cái tự nó cũ hay là những cái gì đó mình không biết, nhưng mà ý là người ta vứt những cái ông địa ông táo, những cái bàn thờ bằng đất bằng nung đó họ vứt đi đó, thì cái cô đó họ mang về để cái gốc giống như lương khô và ăn dần, và tuyệt đối không ăn cái lương thực nào khác ngoài cái đó, nhưng mà cô rất là béo, và cổ gia đình mới đưa đi tất cả những cái chùa mà nổi tiếng ở trong Việt Nam thì đến mà không được. Sư sải thì chùa đến á, tụng tụng một cái là xé áo đó, thì chùa chạy luôn, giật cái tràng hạt rồi chạy luôn, với giống như gọi là quỷ dữ. Sau đó thì gia đình đó thì lại ở Sài Gòn kế bên là có người ở trong đoàn giáo mình cái giới thiệu họ đến cầu nguyện. Rồi khi mà chúng tôi đến đó thì cái tình trạng như vậy có nghĩa là họ rất là sợ, rất là sợ. Và gia đình Phật giáo mà là người Hoa đó, chúng ta biết là người Hoa họ thờ ghê lắm, họ đã như vậy rồi, họ thờ ghê lắm. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi với lại làm chứng, mới đầu khi mà ra chúng tôi mới, tại vì bà họ Phật giáo mà, làm chứng cho người mẹ đó là chị, mẹ chị thì bình thường, chồng thì tôi không thấy, nghĩa là chị thì sao không biết. Khi mà làm chứng cả hai đang nói chuyện như vậy thì tôi nghe cái tiếng nó to lắm, to hơn tiếng này rồi, to lắm, cái tiếng chạy từ ở trong nó chạy ra của bé đó. Thì lúc bấy giờ tôi vẫn còn ngồi, tôi ngồi trên cái ghế bình thường mà cái lưng tôi quay lại, cái bà đó bà tính chạy đi ông thầy đi, chạy ông, tôi làm tôi giật mình, cái chuyện gì tôi tưởng đâu, cái công an này là cái gì đó mà mình nghĩ là thành phố mà đâu có gì đâu mà sợ, mà chạy đi, mình đang nói chuyện mà đang nói mình chết mà mình cũng hơi giật mình, cái chuyện gì nó lại lắm, nó dữ lắm, cái mình quay lại một cái to tóc dài chạy ơi chạy ra, cái mình vẫn còn ngồi vậy, mình quay lại danh Jesus Christ đi vô là vậy, giống như cô gái dễ thương vậy. Cái bà ốc là mấy cái chùa là chạy đó, thì chùa là ra là không chạy kịp là nó xé rách áo luôn á, nó dữ lắm mà sao hay vậy. Rồi hồi nãy nếu mà tôi nói danh của tôi lên nó dí đấy, hồi nãy tôi nói gì danh Chúa Giêsu, như bạn tin không? Ô tin chứ, tin Chúa hay quá, cái danh này mạnh quá. Lo cầu nguyện tin Chúa liền. Đi cầu nguyện xong bắt đầu tôi mới vào trong đó, tôi dẫn mẹ và con vào. Tôi đi cũng hai ba người phía ngoài đó, một số anh em họ lo đọc trình tự là nhiều lắm, họ kéo xuống mà đọc, và tôi dẫn hai người vào. Khi vào cái cô đó người nữ, đấy, nói cái này rồi mình chú ý ha. Và khi tôi nói mẹ dẹp hết mùng, nó ra nó vô nó nằm đoan trang giống một cô gái, giống như là phi vị vậy. Nó vô nó nằm đó, cô nó uống nào giờ nó không bao giờ nó làm như vậy, giống như một cô gái dễ thương như thế, bà cũng khen nữa. Nó dữ lắm. Cái bà lòng bà gỡ hết mùng mền ra, bà gỡ hết, chóng hết, nó nằm đó. Bệnh Vinh, nhân em chưa đến là đặt tay lên, trong dân đặt tay một cái, nó gạt tay ra. Nam không được dụng nữ. Nam không được dụng nữ, nó mày không phải là nữ, mày là quỷ. Nó la lên, nó bật lên, chẳng đâu có quỷ luôn đó. Cái miệng nó tuôn ra cái mùi mà thúi, gì đâu mà thúi, mà nó hả về cái là ở trong nó tuôn ra, giống như là cái vòi mà hôi. Mà tôi phải ngay tức là chụp cái mền tôi dục vô, tôi biểu lấy cái thao ra, bắt đầu ra. Sau đó cầu nguyện thời gian rồi, bây giờ cứu. Thì có những cái trường hợp mình nó là, nếu mà mình yếu cơ cách ra được ngưỡng đúng rồi nãy vậy mình cũng không được đụng à, mình rút là thua. Nghĩa là mình trong cái sự dẫn dắt của Chúa tùy trường hợp, chứ nó không có nhất thiết là nam nữ, tại mình phải hiểu là đó là một bệnh nhân, một cái người giống như là bây giờ một người nhảy xuống nước và đang chết, người đó là nữ, nam không được dụng nữ để họ chết à, mình phải hiểu rằng họ là như vậy trong tâm linh đúng không ạ, mình phải hiểu rằng họ đang chết như vậy và nam nữ gì mình cũng cứu cái đã chứ. Chúng ta hiểu là dĩ nhiên là chúng ta tế nhị không có đụng vô những cái bộ phận nhạy cảm của nữ, đó là mình không có làm được bậy bạ như vậy. Và trong cái vấn đề là chiến trận mà mình đâu có làm, mình không có tư tưởng nó đừng nói chuyện mà làm như vậy đó, rất là nguy hiểm. Nên đó là những cái mà dĩ nhiên là mình học, dĩ nhiên là khi mà cái bài vở thì nó là cho tất cả mọi người và mới thì nó cẩn trọng nhất, là tôi nghĩ là tốt nhất những bài học tôi nghĩ là rất tốt, nó rất là tốt. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng phải hiểu rằng trong sự dẫn dắt của Chúa, chứ nó không phải là tuyệt đối không được đụng hay là tuyệt đối nam nữ vấn đề như vậy. Mình phải hiểu rằng họ là người bị hư mất, và là hư mất là tội nghi tất, có nghĩa là hoàn toàn bị kiểm soát và họ không control, họ không kiểm soát được chính họ, và họ là một cái rất là thương, rất là tội.
và cơn được giải cứu ngay lập tức. Giống như vậy, giống như một cái người ở trong nhà, một người nữ trong nhà đang bị cháy, ngay lập tức mình chạy chứ lúc đó mình sẽ chờ người nữ mới vô cứu, nam cũng vô cứu, hay là chết chứ thì nó xong. Mình phải hiểu được cái tâm trạng đó, mình ra mình cứu họ thì nó không vấn đề gì. Thêm một tí nữa thì chúng ta cố gắng là nếu mà đó là lẽ thật kinh thánh thì bất di bất dịch, còn có những cái gọi là kinh nghiệm, có những cái là mình tùy cái hoàn cảnh mà mình có thể theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Tuy nhiên là cái nguyên tắc là mình không nên dùng từ không nên, đừng nhìn không nên chứ không dùng từ tuyệt đối, không nên, bởi vì là dùng từ tuyệt đối thì tức là nó chỉ là bất di bất dịch. Đúng rồi, bởi vì như vậy là nếu mà anh đã làm là anh đã phạm. Thì nên mình phải sử dụng cái từ nó rất chuẩn, không nên như vậy nó sẽ gây ra hiểu lầm, nó gây ra cái này cái kia. Thì nó sẽ là tốt nhất. Thứ hai là vừa rồi sư Lập có nói là cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Nazareth, và trong thời đó thì có nhiều Chúa Jesus. Tôi nghĩ thế này này, cái vấn đề là người đó có Chúa ở trong hay không, chứ còn khi mình nói nhân danh Chúa Jesus thế là đủ. Và tùy nếu Chúa cảm động mà nhân danh Chúa Jesus ở Nazareth cũng không sao, chứ không có, không nó mình sẽ không có cái quy phải nhân danh Chúa là sẽ không có. Thì kể cả ở trong các sứ đồ cũng vậy, mà sử dụng cả hai luôn, nhân danh Chúa Giêsu hoặc nhân danh Chúa Giêsu là Nazareth, ví dụ như vậy, hay là nhân danh Chúa Giêsu trong lòng huyết Chúa Giêsu, đó là những cái từ ngữ nó kèm theo. Tại vì khi mà mình cái vấn đề là cái thẩm quyền khi mình công bố trong danh Chúa Giêsu thì đó là ngay lập tức là chỉ có một đấng đó thôi, chứ nó không có vấn đề gì. Chứ tại nếu mà trường hợp bắt bẻ theo từ ngữ thì nó khác nữa. Ví dụ tiếng Hoa trong giáo là nhân danh Chúa Giêsu Kitô mới đúng cơ. Tại vì Giêsu Kitô là Giêsu Kitô dịch nó vậy. Còn ví dụ như trường hợp phải là Jesus Christ chứ không phải là Giêsu Christ. Ví dụ người Mỹ họ đâu họ có cái Giêsu là ông nào, phải là Jesus. Như vậy đó là chỉ là một cái âm, nhưng mà khi mà mình công bố là trong cái thẩm quyền, trong cái uy quyền và đúng là cái danh đó, khi mình công bố thì đó là lý do mà cái vấn đề mà nó là đừng sợ vì quỷ phục các ngươi, nhưng mà sợ vì tên các ngươi. Khi mà tên chúng ta trong thiên đàng, chúng ta công bố trong cái thẩm quyền của thiên đàng, quý vị hiểu không ạ? Chúng ta công bố trong thẩm quyền của thiên đàng, tại sao tên chúng ta thiên đàng? Tại vì cớ chúng ta là người của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu như vậy, cái thẩm quyền của thiên đàng có tên thì có nghĩa là gì? Chúng ta là người thừa sai, là người đại diện của Chúa trên đất này. Nó nhìn nó biết rồi, không cần phải công bố là nó biết rồi. Có nhiều trường hợp khi cái đội hình tới là nó ra rồi, nó kêu ô vua thiên đàng tới rồi, nó ra rồi, nó không cần. Nó làm ra cái việc mà có thể là ví dụ như có một số trường hợp nó ô phải là gì, đó cũng là cách ma quỷ nó lừa. Phải là Nazareth thì tao mới ra, còn Giêsu tao không ra. Không thể nào ma quỷ nó dẫn đường cho mình, nó hướng dẫn mình cầu nguyện giải cứu nó được, làm gì có chuyện đó. Thành ra là cũng có nhiều trường hợp như vậy thì anh em nó suy luận thành được. Nhưng mà chúng ta biết là cái thẩm quyền chúng ta là như vậy, thì giống như cái người hôm nay cái họ bắt được công an là ok là nó thôi, đúng không ạ? Thẩm quyền, cái phong độ, cái thẩm quyền là nó biết ngay lập tức rồi, chứ đâu có cần nhân viên Bác Hồ đảng viên gì đâu, đúng không ạ? Trong cái thẩm quyền là coi như là rất là hỗ trợ mạnh mẽ ở trong cái uy quyền của việc giải cứu. Dạ. Ở trong cái vấn đề là nữ với nam ấy thì thực sự thì ở Hải Phòng tôi không tiện nói tên, nhưng mà có đã quay là vào cầu nguyện đuổi quỷ cho một cái bạn gái mà ở trong phòng và trong buồng ấy, cầu nguyện đuổi quỷ, rồi sau rồi mút ve cô ấy, rồi nằm với cô ấy. Chúng ta thấy là chuyện đó nó xảy ra rồi, và hội thánh của chúng ta đấy thì có một người nói thời gian trước ấy nói là thầy cứ yên tâm, em quay là môn đệ nữ không sao cả, thầy cứ yên tâm. Nhưng mà 1-2 năm sau cái là nuôi một cô quay là nhân sự đi mất, và nhà mình thì có vợ, một vợ hai con rồi. Nên là chúng ta cũng đây là trong đây tác giả nói chúng ta cũng nên cẩn thận, chứ không phải là tôi cũng nói cái gì nó ấy quá. Đúng như là thầy tiên nói thì là không nên là khẳng định là mình không được đặt tay lên phụ nữ, nhưng mà đó là cái quyền là, các tôi tớ Chúa ở đây là cũng kinh nghiệm rồi, đã cảnh giác rất là nhiều rồi, nhiều trường hợp bị rồi, bị ma quỷ tấn công lại luôn. Bởi vì thực sự ra là những người mà đuổi quỷ đấy phải thực sự là người công bình và thánh khiết,
Còn nếu mà chúng ta là những người mà coi là chưa được coi là trọn vẹn, chưa được coi là thánh khiết, mà chúng ta làm có thể ma quỷ nó kiện cáo chúng ta, kiện cáo này, như vậy lợi dụng cái kiện cáo này. Đấy, em thảo luận được không ạ? Ok. Bởi vì nếu mình nói là một người phải cố mình thánh khiết hay trọn vẹn thì không có ạ. Bởi vì mình cố gắng, em hiểu ý thầy, mình cố gắng mình dùng cái ngôn ngữ nó như trời. Biết là mình biết rằng mình được cứu. Khi một người được cứu là có uy quyền. Còn chẳng có ai trọn vẹn và thánh khiết hay công bình tuyệt đối giống. Em hiểu ý thầy, nhưng mà thế là cố gắng, bởi vì trong lớp học đấy thì mình cố gắng mình chia sẻ làm sao để cho cùng anh em có thể hiểu. Nên cũng nên mình tới đâu mình thật. Tại vì lớp học mà mình phải mình thảo luận để mình đi sâu cái từng vấn đề. Chứ đôi lúc là khi mà nó lướt hết thì mình lại là mình không nhớ lại những cái. Thì tôi nghĩ rằng cái điều của một sư Lập cũng như là một sư Tuyên nói, cả hai đều đúng hết. Có một trường hợp là có một người khi mà đuổi quỷ, cái người đó không phải là ở trong học đoàn Phật giáo mình, để đuổi quỷ và sau đó nó kiện cáo về những cái tội lỗi của người đó, và sau đó người rút lui, tại vì người tung là người đó chưa ăn năn, nó nói đúng mà người đó chưa ăn năn, người đó biết rằng người đó có nghĩa là khi mà nói ra người đó biết nghe tức và người đó rút đi ra trong đại hình, và sau đó vấn đề cầu nguyện của người nó bình thường, và sau đó thì anh em mới tới cái người đó hỏi mà nói rằng đúng là người đó là tôi cần cái thời gian cầu nguyện ăn năn rất sâu xa, anh thật sự tôi chưa ăn năn trong đời. Tôi học dấu, không phải tới Chúa. Thì đó là có những cái trường hợp mà khi mà nó nói, tại vì ma quỷ đó, nó là thế giới linh, bảo mà nó là thế giới linh. Nó thành ra là nó rất là nhạy bén trong từng trường hợp một. Nó biết, ví dụ như khi mà nó nhìn follow, nó biết đây là ai. Nó mà nó nói rất là chính xác chứ không phải là sai. Nó thành ra là có những cái trường hợp mà khi mà nói như vậy đó, thì cái mình biết là đúng là như vậy và mình cảm thấy trong đời sống của mình chưa ăn đủ thì mình rút liền đó. Nhưng mà nếu mà trước thường trước cái chiến trận á thì chúng ta luôn luôn ở trong một đội hình, trong sự thờ phượng và chúng ta cầu nguyện ở trong dòng huyết Jesus Christ, ở trong sự thánh tẩy của Ngài, thì ngay lập tức trong giờ đó chúng ta tin rằng huyết Jesus Christ Ngài xóa tất cả mọi cái đời sống chúng ta đã tinh sạch như chúng ta chưa từng phạm tội. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và nếu mà ma quỷ nó có kiện cáo, nó kêu ô mày về khi nọ, tao nói mình có thể mà nói là mày nói đúng mà còn có thiếu nữa mày nói đúng mà sợ thế là mày nói thiếu đó, tao còn nhiều hơn thế nữa, nhưng mà ngay bây giờ tao đã kinh nghiệm trong dòng huyết của Jesus Christ đã tha thứ, đã rửa sạch rồi đó mà. Như vậy thì cái đời sống dĩ nhiên là chúng ta không phải là sống một cách bày hài, rồi cái ngay cái giờ phút mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới cầu nguyện ăn năn, thì cái đó là ta vô nó nhập liền cái đời sống giả hình, là nó bứt liền lập tức. Thì dĩ nhiên là mình luôn luôn ở trong một cái đời sống của sự tinh kính, và không riêng gì cái việc mà chúng ta đối diện với việc mà cầu nguyện thì chúng ta mới có cái đời sống đó. Luôn luôn là một đời sống nên thánh, là đời sống mà Chúa phán dặn chúng ta, vì không nên thánh nó không thể nào vào trong nước thiên đàng, nó là vấn đề nơi nguyên tắc. Nhưng mà đôi lúc đời sống, suy nghĩ, lời nói chúng ta vẫn có những cái va vấp, đúng không ạ? Chúng ta phải là thánh nhân, nên thành ra là cái đời sống mình vẫn giữ nguyên. Nhưng mà ngay lập tức đó, khi mà trước khi mà chúng ta đi ra đó, ở trong một cái đội hình hoặc là cá nhân, chúng ta phải cầu nguyện xin sự tẩy rửa trong dòng huyết Jesus Christ, ăn năn một cách thật sự sâu xa với Chúa. Và ngay lúc đó chúng ta kinh nghiệm một sự bình an nhẹ nhàng, và mình tin rằng Jesus Christ bởi huyết của Ngài đã bao phủ chúng ta rồi, thì tôi tin rằng 100% chúng ta ra đi ở đánh thắng trận, tại đâu phải mình nữa đâu, đó là Chúa mà. Đó mà chúng ta hiểu rằng chúng ta đang đi ở trong cương vị của quyền năng của Chúa, là một người không sai của Chúa, là đầy tớ của Chúa. Nếu mà chưa chúng ta tới là chắc chắn là thắng. Tại vì thật sự ra ma quỷ nó là kẻ lừa dối, mà nó đã thất bại chứ phải là nó thắng. Nó quỷ nó nhập vô người này, nhưng mà không phải là đang thắng, mà nó thất bại rồi, tại tập tỷ giá nó thua rồi. Phải không ạ? Colossians 2 câu 14, 15, 18 ghi là nó đã bị đóng đinh, nó đã bị hủy qua tập tỷ giá, nó đã bị phơi trần, nó đã bị thất bại rồi. Vấn đề là cái quyền năng đắc thắng của chúng ta đã có rồi. Bởi vì chúng ta đến để mà công bố cái sự thắng của Chúa ra, nhiều khi nó giả bộ, nó quê, nó làm, nó là thất bại, nhưng mà nó làm như là kẻ đang đắc thắng. Quý vị hiểu không? Mình đến mình công bố trong sự thất bại của nó, và công bố trong cái đắc thắng trong danh Chúa Giêsu, để nhắc lại là nó là đang bị lỗi, và sau đó nó sẽ ra khỏi việc đó. Nó ra khỏi việc đó, và người đó kinh nghiệm được sự giải cứu.
hương là như vậy. Và trong khi mà một trong những điều mà chúng tôi thường làm là sau khi mà những người được giải cứu thì mình phải hướng dẫn ngay là họ có thẩm quyền đó, nó vẫn sẽ nói vào đầu đó là mày không xứng đáng và tao sẽ nhập lại mày ở trong tư tưởng thì đó. Nhưng mình phải nhấn mạnh người đó rằng người đó trong thẩm quyền, có thẩm quyền của đất thắng của vua Việt Nam ở trong, thì họ mới được vững vàng được, họ không có sợ, không có ngại. Và chính điều đó nó chút nữa chắc là một sư tuyên sẽ dạy về cái bài sự đất thắng á, thì chúng ta sẽ nhấn mạnh nhiều hơn là vấn đề này. Xin mời. Chúng ta sang phần C là chăm sóc sau khi giải cứu. Một là bảo đảm chắc chắn người được giải cứu. A là thuộc Kinh Thánh. Chúng ta thấy là chúng ta phải dạy họ khi mà sau khi mà giải cứu xong thì chúng ta phải cái điều mà chúng họ tiếp nhận Chúa Giêsu thì là đúng rồi, nhưng mà phải dạy họ Kinh Thánh, thuộc Kinh Thánh, tức là những cái câu gốc mà có thể họ khi mà ma quỷ có thể quay lại nó quấy rối họ thì họ có cái lời của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như Colossae đoạn 2 câu 14 đúng không ạ? Câu 14 15 là Ngài đã xóa tờ khế lập nghiệp cùng chúng ta và các điều khoản trái chúng ta nữa và đã đóng đinh trên thập tự giá. Đấy là chúng ta cho những câu Kinh Thánh để họ thuộc, để họ khi mà ma quỷ nó quay trở lại nó quấy hại họ thì họ có lời Đức Chúa Trời. Hay là trong Hebrew đoạn 2 câu số 14, và chúng ta xem ở trong Luca thì cũng đoạn 11 câu 24 đến câu 26, khi tà ma ra khỏi một người thì đi rông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ, kiếm không được thì nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Chúng ta thấy là ma quỷ khi mà đuổi ra rồi thì nó có thể nó sẽ quay trở lại thì chúng ta phải dạy họ những câu Kinh Thánh hướng dẫn họ và công bố rằng là họ có cái người tín đồ đã tiếp nhận Chúa Giêsu là có uy quyền ở trên ma quỷ. Chúng ta thấy ở trong Ê-phê-sô từ câu 10 đến Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 18 thì chúng ta công bố ra là chúng ta đắc thắng và chúng ta lấy đức tin làm thuẫn, rồi lấy tin lành bình an làm giày dép, rồi gươm là lời Đức Chúa Trời, gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta hướng dẫn họ để họ có thể tự họ khi mà ma quỷ quay lại quấy rối thì họ có thể chống đỡ được bằng lời Đức Chúa Trời. Và sang C nhỏ là khẳng định sự giải cứu của họ. Và chúng ta lớn tiếng khích lệ họ ở trong tin lành Giăng đoạn 8 câu 36 thì lớn tiếng khích lệ họ, khẳng định lớn tiếng bằng chính ngôn miệng của họ rằng họ đã được giải cứu và Chúa Giêsu đã cho họ tự do y như Ngài đã hứa vậy. Vậy nếu miệng nguy xưng Chúa Giêsu và các ngươi biết nghĩa thật thì nghĩa thật sẽ buông tha các ngươi. Chúng ta xem những câu Kinh Thánh như là trong Côi Tô Nhất đoạn 15 câu 57, Côlôse đoạn 2 câu số 15. Và sang phần D nhỏ là sống một đời sống thánh khiết. Dạy họ rằng sống một đời sống trong sạch, thánh khiết, biệt riêng và đầu phục trọn vẹn Đức Chúa Trời là rất quan trọng. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống hòa thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, đấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2,
đó là chúng ta phải cũng khích lệ họ mà khuyên họ là dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Trời, tức là chúng ta bước vào cái sự dâng đời sống của chúng ta cho Chúa và không có làm theo cái đời này nữa. Và sang phần E là tha thứ những ai có lỗi với mình. À, chúng ta xem là trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14-15. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ lỗi cho các ngươi. Không tha lỗi cho các ngươi. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta đi với Chúa thì phải công bố sự tha thứ những người mà đã phạm lỗi với chúng ta ở trong quá khứ. Và chúng ta nhớ lại, chúng ta cũng tiếp tục công bố ra. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21 đến câu 25 thì sứ đồ Phi-e-rơ đến hỏi Chúa Giê-xu là tôi phải tha thứ cho anh em tôi mấy lần trong một ngày, thì có phải là 3 lần không? Nhưng Chúa Giê-xu nói là không, ngươi phải tha thứ cho 70 lần 7. Có nghĩa là cái số 7 ấy là con số trọn vẹn, tức là phải tha thứ như vậy. Và tôi lên trên trên Sơn Na tôi dạy chương trình xô ấy, thì dạy cái bài tôi cũng suy hiền, thì tôi dạy cái bài ở xô 2, tôi dạy cái bài sự giải cứu tổn thương trong quá khứ ấy. Nhưng mà tôi chỉ làm chứng một người, thế là bà cho bây giờ là nhà thiền giáo, người là giám đốc của thiền giáo nhất của thế giới này. Nhưng mà chúng ta thấy bà ấy nói rằng là viết cái quyển cầm giữ môi miệng, rồi là rất là nhiều cái là cái giải phóng cái sự xung đột đấy, thì bà ấy làm chứng là trước kia là bà ấy cũng bị cha đẻ mình lạm dụng tình dục, và cuối cùng thì bà ấy đã nhiều lần bà ấy tự vẫn nhưng mà không thành. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến là Chúa Giê-xu nói là ta yêu con. Thì chúng ta biết rằng là đó là bà phải tiếp tục công bố là sự tha thứ. Thế là tôi học ở trong trong tổng hội ấy, và trong của Quang Trung ấy, ở trong tổng hội ấy, trong trường ấy, thì có một đợt thì bà Kitty, bà ấy rất là già, và ngoài 70, bà ấy đến cùng thánh và dạy ấy, thì bà ấy cũng vừa làm chứng và bà ấy khóc, thì bà ấy công bố sự tha thứ ra. Thì bà ấy là người lúc nhỏ, 15 tuổi ấy, là học cái đàn violo ấy, thì là cái người thầy của bà ấy đã lạm dụng. Nhưng mà bà ấy nói ra và công bố ra, thì chúng ta thấy ở đây là khi mà chúng ta có những người mà làm tổn thương chúng ta, dù cho là cách như thế nào, nhưng mà chúng ta phải công bố sự tha thứ, công bố sự tha thứ của chúng ta. Và cũng nói với người bệnh nhân, những người bị ám là cũng phải nhớ là những cái điều gì mà người khác làm tổn thương chúng ta tiếp tục công bố sự tha thứ. Thì Chúa Giê-xu dạy là không phải là tha thứ một ngày 3 lần, nhưng mà một ngày thì đến dạy các môn đồ là 70 lần 7, tức là cái sự tha thứ trọn vẹn. Và sang cái phần hai nhỏ là những buổi nhóm phụ có thể cần thiết. Thì chúng ta thấy có khi là một buổi nhóm, nhưng mà
ma quỷ nó có thể là nó ra rồi nhưng mà có thể nó lại tấn công người ấy lại, hoặc là ví dụ có nhiều ma quỷ thì nó chưa ra hết đúng không ạ, thì chúng ta có thể tổ chức một cái buổi nhóm phụ, tức là lại tiếp tục một cái buổi nhóm tuổi quỷ nữa, có thể là vào chẳng hạn hôm nay hoặc là tổ chức một buổi nhóm chính rồi như là mai hoặc là chủ nhật tuần sau có thể chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi nhóm nữa để hướng dẫn cái người mới bị quỷ ám này để họ tiếp tục được ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì trong câu chuyện này cũng nói về kinh nghiệm của họ, thì một người mà phụ nữ đấy thì được giải cứu rồi, nhưng mà trong đây nói là cái người phụ nữ này một ngày có thể là làm tình với 6 người đàn ông trong một ngày. Thế và sau cô được giải cứu thì được giải cứu rồi nhưng mà về thì vẫn chưa có cái mối quan hệ với chồng ấy, thì nó chưa được giải phóng. Và cuối cùng thì nhóm buổi thứ hai thì người chị em này mới được giải phóng. Thì chúng ta thấy là có buổi nhóm nữa, là buổi nhóm phụ nữa để tiếp tục cầu nguyện cho nạn nhân. Và trong đây nói là nếu buổi thứ ba nhóm mà không đem lại giải phóng hoàn toàn cho nạn nhân thì có thể là ước muốn của họ chưa, ước muốn tự do của họ chưa được mạnh mẽ, hoặc là bạn thiếu uy quyền thuộc linh và đức tin. Cho nên là điều này thì họ hướng dẫn là chúng ta là cả bệnh nhân và những cái đội đuổi quỷ là phải kiêng ngăn có thể đến 7 ngày đúng không ạ, sau đó thì lại cầu nguyện lại. Chúng ta sang phần D là sự giải cứu không phải là một là không phải là thúc giục gọi nô mửa. Bây giờ mà vay là bệnh nhân như vậy mà cho họ cạo cái mùn phớt cho họ uống này là họ nôn ra cái đúng không ạ, hoặc là lấy nón xong mà ngoáy vào cổ họng họ là họ sẽ nôn ra. Nhưng mà đấy là tác giả nói là không phải là chúng ta làm cái điều đấy, không nên làm cái điều như vậy, tức là dục họ nôn mửa ra. Và thứ hai là cho họ tắm rửa, chúng ta đuổi quỷ chứ không phải là bảo họ đi tắm rửa rồi là ma quỷ nó sẽ ra, tắm rửa nước sạch thì ma quỷ nó ra. Và thứ ba là đánh đập, là chúng ta thấy rằng là ở bên ngoài ấy, nghe người ta nói rằng là các thầy pháp người ta đuổi quỷ ấy, người ta còn trộm cái nước tiểu với cành dâu đúng không ạ, vụt đúng không, họ vụt vào cái người bệnh ấy. Nhưng mà đấy là cái cách ở bên ngoài, chúng ta thì tuyệt đối không được làm cái việc đánh đập hộ, đánh đập là không được, hay là đánh trả. Đánh trả đây là họ đánh chúng ta nên chúng ta đóng lên, chúng ta đóng lại, nên điều đó là không nên. Và năm là lời nói tay nghiến, thì chúng ta thấy là chúng ta công bố đức tin để họ được giải cứu, chứ không phải là chúng ta nói những lời tay nghiến để nhắc lại tội lỗi của họ rồi là những cái gì đó, thì chúng ta không nên nói những lời cay nghiệt tay nghiến họ. Sang phần E là hãy mạnh mẽ khi bạn tham gia vào chiến trường thuộc linh giải cứu trời phán. Hãy mạnh mẽ và can đảm, bởi vì ngươi sẽ dẫn dắt dân này đến thừa hưởng vùng đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ ngươi, trong Giô-suê đoạn 1 câu số 6. Thì Đức Chúa Trời nói với Giô-suê là hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta đã nghe Mục sư Đức giảng hôm qua, thì chúng ta thấy là phải mạnh mẽ lên để
Chúa đã hứa là Chúa sẽ ban cho dân Israel cái vùng đất Canaan đó làm sản nghiệp rồi, thì hãy vào nhận lấy, thì Chúa đã hứa rồi. Và Giô-suê nói rằng là câu 1, câu 16 là chúng tôi sẽ làm mọi điều Ngài dặn bảo và đi khắp nơi nào Ngài sai. Và sang phần một nhỏ là Đấng Christ đã đắc thắng. Chúng ta xem một câu Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 2 câu 10 và đoạn 12 câu 2. Phật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển thì đã khiến đấng làm phụ rễ sự cứu rỗi của những con ấy nhờ sự đau đớn mà lên trọn ngành là phải làm. Xem Đức Chúa Giêsu là hậu duệ cuối cùng của đức tin, tức là đấng người sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy sự thật quý giá kinh điều sử dụng và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã là cội rễ cuối cùng của đức tin thì chúng ta là ngày vui mừng đặt trước mặt mình thật tự giá và khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi trên hữu Đức Chúa Trời toàn năng. Và Chúa Giêsu đã đắc thắng bệnh tật, đắc thắng ma quỷ ở trên thập tự giá và đã lột cho cỏ tường nước hạ rồi. Và sang phần hai nhỏ là ma quỷ không có quyền hợp pháp trên chúng ta. Ngay cả các nhân cũng không biết rằng lực lượng của Satan không có quyền trên họ nữa. Vì vậy, Satan tiếp tục chống đối cách không hợp pháp với cơ nghiệp của tín đồ trong Đấng Christ và chúng đã đánh bại nhiều người. Chúng ta thấy là cũng thể chúng ta không biết được cái uy quyền Chúa đã trao cho tín đồ, Chúa đã trao cho chúng ta. Chúng ta nhiều người không biết cho nên là ma quỷ nó vẫn có thể đánh lừa và nó vẫn nên là chúng ta phải học qua cái những cái sách này về cái chúng ta phải biết về ma quỷ rồi biết cách để đuổi. Chúng ta xem một câu Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14. Vậy thì con cái có phần về biết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó hầu cho Ngài bởi sự chết mình và phá tiền kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Vậy thì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó hầu cho Ngài bởi sự chết mình phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Chúa đã đổ huyết ra trên thập tự giá để chúng ta có quyền uy quyền trên bệnh tật, trên ma quỷ và Chúa đã giao chúng ta điều đó. Và trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7 thì nói rằng là hãy phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Và chúng ta trước hết là chúng ta phải cái vế đầu đó là chúng ta phải phục Đức Chúa Trời trước đó thì mới chống trả ma quỷ được thì nó mới lánh xa anh em, chứ không phải là chống trả ma quỷ và phục Đức Chúa Trời, nhưng mà phục Đức Chúa Trời mới chống trả ma quỷ được thì chúng ta lấy cái quyền năng của Chúa để chúng ta có thể chống trả được. Sang phần ba nhỏ là ma quỷ sẽ bị xét xử. Chúng ta xem ở trong Phôi Tô Nhất đoạn 6 câu số 3. Thank you.
Ngài sẽ xét đoán các thiên sứ sao bốn khi việc đời này. Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao cũng chi việc đời này. Chúng ta biết là trong sách Cảnh Huyền cũng nói là ở đây thì nói rằng là chúng ta là những người xét đoán thiên sứ. Chúng ta biết được là tương lai của ma quỷ là chúng cũng biết đúng không? Nó sẽ ở trong hồ lửa đời đời. Phần A nhỏ là vì Đấng Christ là cô dâu của Ngài, công việc sau cùng của Chúa là chia sẻ với cô dâu của Ngài, tức là Hội Thánh, để cùng xét xử Satan và các tà linh của nó. Chúng ta sẽ được giữ phần thi hành nhiệm kết án và dành cho ma quỷ và các sứ giả của nó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41 và trong Giu-đea đoạn Giu-đea câu 6. Đến ngày vĩ đại của Chúa là ngày Chúa sẽ trở lại để đoán xét thế gian này. Ngày bình an và công bình được thiết lập. Và chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trở lại thì có 1.000 năm bình an, 1.000 năm bình an được thiết lập. Thì lúc đó thì tất cả ở trong Phi rơi nhì đoạn 3 câu số 8, chúng ta xem Phi rơi nhì đoạn 3 câu số 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người được ăn năn. Chúng ta biết là khi mà Chúa trở lại thì Chúa thiết lập 1.000 năm bình an, và lúc đó thì Satan bị xiềng lại trong nơi tối tăm, không có đi dỗ dành cám dỗ những dân sống vào cái thời kỳ hoàng kim ấy nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau khi mà 1.000 năm bình an được hết rồi thì ma quỷ lại được thả ra. Và thả ra thì họ những người lại bị nhiều người lại bắt đầu bị cám dỗ và bị thờ phượng ma quỷ. Và chúng ta biết rằng khi mà những người mà chúng ta xem ở trong sách Cải Huyền đoạn 20 câu 1 đến câu số 3. Liền 20. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Và câu 7 đến câu 9 ạ. Khi hạn ngàn năm đã mãn rồi thì Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục. Mình đã dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót, dân Ma Gót, nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành lưu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Chúng ta thấy là đến đó là ngày cuối cùng rồi, đúng không ạ?
của ma quỷ 1.000 năm này, ma quỷ được thả ra và nó lại dỗ dành được là những người mà dân là sẽ là thờ phượng ma quỷ. Thì đến tầng 4 nhỏ là tòa án trắng và lớn và trắng, thì chúng ta biết đó là tất cả lúc đó là ma quỷ và các sứ giả của các tà linh đều bị kết án và ném vào trong hồ lửa đời đời, là nơi mà có lửa cháy bừng bừng, sâu bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Và nói địa ngục trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 41 là được sắm sẵn cho ma quỷ và quỷ sứ của nó, trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41. Ngài phán với chúng ta hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho mọi người, và những phép lạ sẽ cặp theo kẻ tin, họ sẽ lấy danh ta mà đuổi quỷ, trong sách Ma-thi-ơ. Trong sách, xin lỗi, sách Mác đoạn 16 câu 15 câu 17. Thì đó là chúng ta phải sử dụng cái uy quyền của chúng ta ở trên ma quỷ. Thì ở trong không biết là cái sách của sách mới thì có cái tấm hình này không, nhưng mà đây là có một cái tấm hình là có một người đứng và có một có 3-4 người đứng ở một cái hàng. Thì chúng ta biết rằng cái ý nghĩa của cái bài học này đó là chúng ta phải sử dụng uy quyền của Chúa để chúng ta thắng mới thắng được ma quỷ. Và đây trong cái câu chuyện này, cái ý nghĩa là trong Luca đoạn 7 từ câu 1 đến câu số 10 ấy, nói về người thầy đội ấy. Thì cái người thầy đội này thì có một đứa đầy tớ bị mắc bệnh và gần chết, nhưng mà Chúa nói rằng là khi mà Chúa hỏi thì người thầy đội này nói rằng là tôi cũng có quân lính ở dưới quyền tôi, tôi bảo đứa này đi thì nó đi, tôi bảo nó làm việc này thì nó làm. Và Chúa Giêsu nói rằng là ở trong Israel ta chưa thấy ai có đức tin lớn dường ấy. Nghĩa là chúng ta biết là cái người thầy đội này nói với Chúa Giêsu và ông không có đến với Chúa Giêsu như nói với cái đầy tớ đến với Chúa Giêsu và nói rằng là thầy, tôi không đáng rước thầy vào nhà, chỉ cần thầy phán một lời thôi thì đầy tớ tôi cũng được lành. Nên là chúng ta thấy là cái uy quyền của lời của Đức Chúa Trời, không cần phải đến nơi nhưng mà Chúa phán, nhưng mà khi mà người đầy tớ về đến nhà thì cái người đầy tớ đấy đã được chữa lành đúng vào cái giờ mà Chúa Giêsu phán đó. Nên là chúng ta hãy sử dụng uy quyền của Chúa. Amen. Và xin lời Chúa khích lệ các đời với Chúa.